Easy Man là bộ phim truyền hình cổ trang nói về vị anh hùng cùng tên cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo đình đám của màn ảnh xứ Kim Chi năm 2008. Với nội dung hấp dẫn gây cấn, bộ phim gặt hái thành công rực rỡ và đưa hàng loạt diễn viên tên tuổi lên hàng ngôi sao như Lee Jung Ki, Han Hyo Joo, Park Si Hoo. Được biết, Han Hyo Joo nhận về vai diễn này với mong muốn được chứng tỏ khả năng diễn xuất sau thời gian bị chỉ trích là bình hoa di động. Nàng tiểu thư Eun-jae hiền lành, nhân hậu nhưng không hề yếu đuối và luôn đứng lên bảo vệ lẽ phải, được cô thể hiện một cách rất thuyết phục và chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả. Nhờ đó, Han Hyo Joo cũng lọt vào mắt xanh của đạo diễn, người thừa kế sáng giá và có được vai diễn để đời trong sự nghiệp diễn xuất. Bên cạnh đó, khán giả không thể bỏ qua vai diễn lúc nhỏ của Eun-jae do Kim Yoo-jung thể hiện. Xuất hiện chỉ vài tập phim nhưng khả năng diễn xuất của ngôi sao nhí được giới phê bình đánh giá rất cao. Vai diễn này đã đem về cho Kim Yoo-jung, khi ấy chỉ vừa tròn 9 tuổi, giải thưởng diễn viên nhí xuất sắc nhất tại lễ trao giải Drama Awards của đài SBS. Có lẽ sự kết hợp đảm nhận vai diễn lớn nhỏ của Han Hyo Joo và Kim Yoo-jung mang lại hiệu ứng khá tốt, nên đến năm 2010, cả hai lại có dịp gặp nhau trên phim trường Dongji, một trong những tác phẩm truyền hình cổ trang hay nhất lịch sử màn ảnh nhỏ xứ Kim Chi. Nói về việc đóng lót lần thứ hai cho Han Hyo Joo, Kim Yoo Jung chia sẻ, cô bé cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được hợp tác với đàn chị tài năng. Sự tham gia của Kim Yoo Jung được nhận xét là một trong những yếu tố mang lại thành công cho bộ phim. Cô bé Dong Ji với tính cách mạnh mẽ, kiên cường, phải đương đầu với mọi khó khăn từ sau khi anh và cha mất, lấy đi không ít nước mắt của người xem. Nhờ đó, Kim Yoo Jung xuất sắc giành về vai diễn trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời và chính thức ghi tên mình vào hàng ngũ diễn viên trẻ triển vọng của làng giải trí Hàn Quốc. Hành trình khi Dong Ji trưởng thành và trở thành quốc mẫu thời Joseon, sau đó được Han Hyo Joo khắc họa cùng ấn tượng không kém. Nhờ màn thể hiện ấy, nữ diễn viên đã xuất sắc nhận về giải thưởng Daesang cao quý tại lễ trao giải cuối năm của đài MBC. Thành tích khủng khi mới 23 tuổi của Han Hyo Joo khiến nhiều đàn chị trong nghề phải ngã mũ ngưỡng mộ. Với vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng, cô nàng còn được khán giả ưu ái dành tặng danh hiệu nữ thần cổ trang của màn ảnh xứ Củ Sâm. Dong Ji cũng là vai diễn truyền hình cuối cùng của Han Hyo Joo trước khi cô dành 6 năm để tấn công màn ảnh rộng và trở lại hoành tráng trong W Tours. Tuy còn nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận nữ bác sĩ xinh đẹp hơi tương tự Oh Yeon Joo chính là vai diễn đột phá trong sự nghiệp của cô nàng. Dường như mối lương duyên giữa Kim Yoo Jung và Han Hyo Joo vẫn chưa kết thúc khi mới đây, sao nhí 17 tuổi vừa trở thành đối thủ của đàn chị. Moonlight Rose by Clouds, dù chỉ vừa lên sóng 2 tập, nhưng Kim Yoo Jung đã nhanh chóng hấp hồn khán giả bằng vẻ ngoài xinh đẹp và trưởng thành, ra dáng thiếu nữ. Có lẽ sau 2 lần đóng lót cho Han Hyo Joo, việc Kim Yoo Jung kế thừa danh hiệu nữ thần cổ trang của ngôi sao W Tours hoàn toàn là điều dễ hiểu. Chưa nói đến việc cô nàng được đánh giá là một trong những nhan sắc đáng tự hào của làng giải trí xứ Hàn trong tương lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.